chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 8 sơ kết công tác quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 và nhiều nội dung quan trọng khác. Lào Cai tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp với sự tham gia của trên 60 doanh nghiệp hợp tác xã. Đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao, công tác tuyển chọn giữ vai trò tiên quyết. Thu nhập bấp bênh, nhiều lao động ở bản lầu Mường Khương tìm đường đi làm ăn xa. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, chiều 31 tháng 3, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 đã tổ chức hội nghị lần thứ 8, sơ kết công tác quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 và nhiều nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã quán triệt triển khai một số văn bản mới của Trung ương và của tỉnh về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025. Định hướng đến năm 2030 và chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều khẳng định trong quý 1, tỉnh ủy đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ công tác một cách linh hoạt, chủ động, sáng tạo, quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống của nhân dân. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, kịp thời. Đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 2.323 tỷ đồng, bằng 24,5% mục tiêu và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu, trong quý 2, các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, điều hành các mặt công tác, rà soát quy hoạch cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Của người đứng đầu tức là nêu gương của người đứng đầu. Nếu người đứng đầu, kể cả cấp ủy, kể cả chính quyền, mà gương mẫu, mà quyết tâm, mà quyết liệt, mà đi trước thì tất cả đi theo sau cũng sẽ như thế. Hy vọng đề án Lào Cai là cực tăng trưởng và trung tâm kết nối sẽ được triển khai, phấn đấu trong quý 2 hoặc là trong năm 2022 này sẽ phải làm được cái việc đó. Chúng ta sẽ tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo để ban hành những nghị quyết, những chỉ thị, những chỉ đạo mới để phấn đấu hoàn thành được mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 16 đã đề ra. Tiếp tục phát huy tinh thần rất chủ động, rất linh hoạt để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của tỉnh, rà soát lại lộ trình kế hoạch của cái nghị quyết số 19 của tỉnh ủy, của ban chấp hành, để chúng ta phấn đấu đạt được những cái mục tiêu mà đã chỉ ra ở cái mức cao nhất. Hội nghị đã thông qua 8 nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2022. Mục tiêu phấn đấu đến hết quý 2 sẽ hoàn thành tối thiểu trên 50% các mục tiêu, chỉ tiêu được đề ra tại nghị quyết 19 ngày 1 tháng 12 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Sáng ngày 31 tháng 3, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội thảo khoa học về công tác kết nạp đảng viên trong lực lượng công nhân ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham gia hội thảo có Thường trực Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, đại diện một số sở ban ngành, các chi bộ, đảng bộ doanh nghiệp trên địa bàn. Tại hội thảo, các thảo luận làm rõ hơn về công tác phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân
công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên. Như tham luận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết nạp đảng viên trong lực lượng công nhân tại Lào Cai, thực tiễn và yêu cầu đặt ra nhằm đáp ứng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Tỉnh đoàn Lào Cai tham luận về vai trò của đoàn thanh niên trong tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân tại các doanh nghiệp. Tham luận của Liên đoàn Lao động tỉnh về vai trò của công đoàn cơ sở trong tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân. Hội thảo khoa học nhằm cụ thể hóa việc triển khai nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện đề án của tỉnh ủy về chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngày 31 tháng 3, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông lâm nghiệp. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh Hải Dương, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Giang, 60 doanh nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức phi chính phủ tham gia những dự án về nông lâm nghiệp tại tỉnh Lào Cai. Tại hội nghị, đại diện ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Lào Cai đã thông tin những loại cây trồng, vật nuôi thế mạnh của tỉnh như chè, chuối, quế, dược liệu và cây ăn quả ôn đới, giới thiệu nhu cầu thu hút đầu tư và các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư, chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh Lào Cai từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035. Đến nay, Lào Cai có trên 230 doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp. Tổng vốn đăng ký đạt trên 7.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 16.000 lao động tại địa phương, cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn, góp phần xây dựng thương hiệu nông sản Lào Cai. Với thiện chí hợp tác cao nhất, đại diện ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai cam kết sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, cùng đồng hành với nhà đầu tư trong quá trình triển khai các dự án. Tất cả các doanh nghiệp đều bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực như vốn, tài nguyên, đất đai, thị trường và cơ hội kinh doanh. Tại hội nghị, đại diện các địa phương và 8 doanh nghiệp đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư sản xuất, chế biến tiêu thụ một số ngành hàng chủ lực của tỉnh. Quý vị và các bạn, những năm qua thể thao thành tích cao của Lào Cai liên tiếp gặt hái được nhiều kết quả đáng tự hào với những tấm huy chương quý giá tại các đấu trường. Có được những trái ngọt đó là cả một hành trình, trong đó công tác tuyển chọn vận động viên đóng vai trò tiên quyết. Cô gái vàng Hoàng Thị Duyên với hàng loạt huy chương cử tạ trên các đấu trường thể thao trong nước và quốc tế là vận động viên đầu tiên của Lào Cai được tham dự một kỳ Thế vận hội. Để có được một đô cử thành công như vậy, bên cạnh sự nỗ lực, năng khiếu của vận động viên, có vai trò của những người đã phát hiện và đào tạo, huấn luyện Duyên từ những ngày đầu. Đối với bản thân Duyên thì có những cái thành công và có cái thất bại thì đấy là cũng là một cái điều, là một cái bài học quý giá để cho Duyên cố gắng trong năm 2022 tiếp tục những cái thành công hơn và thể hiện hết sức mình trong 2022. Với những cái tố chất về thể lực, về thể hình và đặc biệt là cái ý chí nỗ lực cố gắng của bản thân mỗi vận động viên thì trong cái quá trình huấn luyện chúng tôi cũng hết sức là thuận lợi. Vận động viên cũng có cái đam mê, cái tâm huyết, cái sự nỗ lực cố gắng thì trong quá trình đó thì cả thầy cả trò đều nỗ lực cố gắng và cũng đã đạt được nhiều những cái kết quả hết sức là đáng ghi nhận trong cái thời gian qua. Hàng năm trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh đều tổ chức các đợt tuyển chọn vận động viên có năng khiếu. Riêng năm 2021 có 3 đợt tuyển chọn và đã tìm được 62 vận động viên đáp ứng các yêu cầu về tố chất, kỹ năng. Các huấn luyện viên cũng đã về đến tận cơ sở để đi tham gia tuyển chọn. Trung tâm cũng đã phối hợp với các nhà trường, phối hợp với giáo viên thể dục để kiểm tra tuyển chọn những vận động viên mà có những cái thể hình, cái chiều cao, cái cân nặng, cái sức bật và cái những cái tố chất lựa chọn riêng ra và có những cái test chuyên môn sâu hơn nữa thì để lựa chọn những vận động viên nó phù hợp với từng bộ môn. Quá trình tổ chức tuyển chọn vận động viên trẻ đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Làm tốt công tác này sẽ giúp thể thao Lào Cai có được lực lượng kế cận hùng hậu, bổ sung kịp thời cho tuyến trên. Đồng thời đây cũng là tiền đề vững chắc cho giai đoạn huấn luyện nâng cao. Bám vào cái kế hoạch tổ chức Đại hội Thể thao cơ sở để cử cán bộ xuống để lựa chọn những nhân tố tốt tại Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện, cấp xã. Ngoài ra chúng tôi tạo cái mạng lưới cộng tác viên để
mỗi khi vào cấp học mới, qua cái tiết học giáo dục thể chất ở tại trường thì các thầy sẽ là những cộng tác viên thông tin cho chúng tôi, thì chúng tôi lại cử cán bộ xuống để tuyển chọn sơ tuyển ở tại cơ sở và đưa các em về tập trung tại trung tâm. Hiện nay Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh đang đào tạo 240 vận động viên của 15 môn thể thao, trong đó có một kiện tướng quốc tế môn cờ tạ, hai kiện tướng quốc gia môn kickboxing, 11 vận động viên cấp 1 quốc gia và 11 vận động viên đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia. Lực lượng vận động viên hùng hậu này có được là nhờ Lào Cai đã có chiến lược định hướng tuyển chọn, đào tạo bài bản, chất lượng và hiệu quả. Ngày 31 tháng 3, tỉnh Lào Cai ghi nhận thêm 2.981 trường hợp mắc COVID-19, giảm 100 trường hợp so với ngày 30 tháng 3. Theo đó, thành phố Lào Cai có số ca mắc nhiều nhất với 685 trường hợp, ít nhất là huyện Simacai với 110 trường hợp. Toàn tỉnh hiện có 151.920 bệnh nhân COVID-19, 119.910 bệnh nhân đã điều trị khỏi, 32.010 bệnh nhân không triệu chứng đang được cách ly điều trị, theo dõi sức khỏe. Theo hướng dẫn của Sở Y tế tỉnh Lào Cai thì F1 được đi học đi làm nhưng phải tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, tự theo dõi sức khỏe trong vòng 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0, tự thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 5 hoặc khi có triệu chứng của bệnh. Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 4, tại Dinh Hoàng A Tưởng, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà sẽ diễn ra lễ hội Tình yêu và Hoa hồng năm 2022. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào sáng ngày 9 tháng 4 tại khuôn viên Dinh Hoàng A Tưởng. Bên cạnh đó có nhiều hoạt động hấp dẫn, trưng bày hoa hồng được tổ chức theo chủ đề như cổng chào giấc mơ hoa hồng, không gian vườn hoa tình yêu, không gian trải nghiệm con đường tình yêu, lâu đài hoa hồng. Đến với lễ hội, du khách còn được thưởng thức rượu vang và các loại rượu đặc sản Bắc Hà. Chương trình biểu diễn nghệ thuật sắc màu tình yêu, sắc màu người vùng cao với các tiết mục ca mối nhạc độc đáo như hát then, múa xòe, sáo mông. Đây là một trong những hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh cao nguyên trắng đến với du khách, xây dựng thương hiệu cho du lịch Bắc Hà và tạo ra sản phẩm mới hấp dẫn du khách. Thưa quý vị và các bạn, chuối và dứa là hai sản phẩm nông nghiệp chính đem lại thu nhập cho phần lớn bà con xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Song do giá tiêu thụ thấp, trong khi các chi phí đầu tư tăng cao khiến nhiều lao động phải tìm hướng cải thiện thu nhập bằng việc thoát ly đi làm tại nhiều đơn vị cơ sở sản xuất ngoài tỉnh. Bản Lầu hiện đang vào chính vụ thu hoạch dứa. Mặc dù tỉnh, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã có giải pháp hỗ trợ, mời gọi doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ giúp bà con. Tuy nhiên, niềm vui được mùa không lấp được nỗi buồn của người trồng dứa bởi tình trạng rớt giá. Khá nhiều lao động trên địa bàn đã quyết định rời quê đi làm tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh. Phần bón ấy, một vào phần 400 thì dứa thì bán thì nó rất là thấp, rất là kém. Đã trồng được dứa thì phải chăm sóc dứa, nhưng mà người trồng được phải chắc chắn là phải đi vào doanh nghiệp phải làm, rồi kiếm được một ít tiền nào đó để về phục vụ gia đình các con đi học. Cái thứ hai nữa là phục vụ để có mua được phân bón để cho đợt tới này. Con gái thì ở nhà đưa cho bố mẹ trông, còn mình quyết định là hai vợ chồng đi là sẽ có được thu nhập tốt hơn để cho mình gửi về cho các con này, cho bố mẹ ở nhà chăm cháy gia đình của mình thôi. Cùng với anh Quáng, vào ngày 28 tháng 3 vừa qua, 19 lao động khác ở xã Bản Lầu đã rời quê đi làm việc tại một công ty chuyên sản xuất, xuất khẩu đồ gỗ gia dụng ở tỉnh Bình Dương. Nâng số lao động của xã đi làm chủ yếu cho các doanh nghiệp ngoài tỉnh từ sau Tết Nguyên đán đến nay lên trên 300 người. Các bạn này đi theo cái kênh mà tự do thì cũng chưa có cái cơ quan nhà nước nào để đứng ra để bảo vệ cái quyền lợi cho người lao động. Chính vì vậy thì chúng tôi là những người đại diện của các chính quyền phải trực tiếp đưa người lao động đi để thăm nắm cái tình hình làm việc tại các cơ quan, tại các doanh nghiệp ấy, trên địa bàn tỉnh cũng như là ngoài tỉnh, để đảm bảo cái quyền lợi tốt nhất cho bà con nhân dân cũng như là người lao động. Chứ còn cứ lao động mãi về cái nông nghiệp thì có lẽ là cũng sẽ không bền vững được. Nếu chúng tôi không đứng lên tổ chức, chúng tôi không đứng lên giới thiệu thì người lao động họ cũng vẫn tự tìm để họ đi. Thì bây giờ họ thông qua trung tâm đấy, thì chúng tôi đã có những cái chế độ đảm bảo cho họ như là hỗ trợ tiền vé máy bay, hỗ trợ tiền đi lại. Thế và ngược lại nữa là họ cũng đã có được cái chỗ làm là đảm bảo về mặt chế độ quyền lợi.
Đấy, và hai nữa là họ có được một cái tay nghề, họ có được cái kỷ luật lao động. Không riêng ở Bản Lầu mà hiện nay khá nhiều lao động ở các địa phương đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm có thu nhập ổn định. Do vậy, sự chủ động vào cuộc của cấp ủy chính quyền và ngành chức năng là rất quan trọng, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Để giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường chính, nội thành, Công an thành phố Lào Cai liên tục triển khai tuần tra nhắc nhở, xử phạt các phương tiện vi phạm. Từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 3, đội cảnh sát giao thông và trật tự Công an thành phố Lào Cai đã lập biên bản xử lý 15 trường hợp dừng đỗ xe sai quy định trên các tuyến đường. Đối với các phương tiện vi phạm mà không có lái xe, khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thì sẽ dán thông báo lên kính xe hoặc kẹp dưới cần gạt nước để người vi phạm biết, tới trụ sở cơ quan công an để giải quyết vụ việc. Thời gian gần đây, tình trạng các phương tiện vi phạm dừng đỗ xe không đúng nơi quy định diễn ra khá phổ biến trên các tuyến đường nội thị, dẫn đến tình trạng ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Do vậy, cần được các lực lượng, đơn vị chức năng phối hợp xử lý dứt điểm. Từ tháng 4 năm 2022, hàng loạt các quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực. Chúng tôi điểm qua một số chính sách đáng chú ý mà người dân cần biết. Áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc. Quy định số 206 của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tăng số giờ làm thêm tối đa của người lao động. Nghị quyết 17 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 quy định người lao động được sử dụng lao động làm thêm đến 300 giờ một năm. Thời gian làm thêm giờ tối đa được nâng lên từ 40 giờ một tháng thành 60 giờ một tháng. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022. Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, mỡ nhờn. Từ đó giảm giá bán lẻ của xăng dầu, mỡ nhờn. Thời gian áp dụng mức thuế mới từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Lao động ngành du lịch được hỗ trợ học nghề 1,5 triệu đồng một tháng. Theo thông tư 12 năm 2022 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp tổ chức về du lịch sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí như sau. Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng, mức hỗ trợ không quá 4,5 triệu đồng một người một khóa. Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng, mức hỗ trợ không quá 1,5 triệu đồng một người một tháng, tối đa 6 tháng. Thưa quý vị và các bạn, hơn 20 năm nay, bà Nguyễn Thị Trung được tín nhiệm giữ chức vụ trưởng thôn Bô 2, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn và luôn được bà con tin tưởng yêu mến bởi tinh thần gương mẫu, trách nhiệm cao trong mọi công việc, hết lòng vì nhân dân. Đây là mô hình chăn nuôi trâu bò nhốt và vườn rau màu của trưởng thôn Nguyễn Thị Trung. Hưởng ứng phong trào thi đua phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới, năm 2019, bà Trung đầu tư hơn 100 triệu đồng xây dựng khu chuồng nuôi nhốt trâu bò. Không những vậy, gia đình bà còn đi đầu trong sản xuất vụ đông, đưa các giống mới vào canh tác. 0,5 hectare giống hành và tỏi Hải Dương được bà Trung duy trì trồng 3 năm nay mang lại hiệu quả cao, đã tạo niềm tin để nhiều hộ trong thôn cùng học tập. Cái gì cũng thế, mình cũng phải nói thực hiện, làm trước, xong vận động tư vấn cho bà con. Lần 1, lần 2, lần 3 thì bà con cũng làm theo, tuy nhiên nó chưa được 100% nhưng mà cũng được 50-60% là đến 70% là bà con cũng hưởng ứng theo cái phong trào. Đồng chí Nguyễn Thị Trung thì là một trong những trưởng thôn luôn luôn hoàn thành những cái nhiệm vụ được giao của ủy ban và của chi bộ. Đồng chí luôn luôn đi đầu trong mọi cái lĩnh vực về phát triển kinh tế, luôn đi đầu trong cái công tác là thực hiện những cái cây trồng mới, những cái con giống mới, tham gia rất là nhiệt tình mọi cái hoạt động trong cái công tác là tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thời gian qua, Khánh Yên Hạ cũng như các địa phương khác đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19. Là trưởng thôn, thành viên tổ phòng chống dịch cộng đồng, bà Trung đã tích cực phối hợp với chính quyền xã, các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tham gia tiêm chủng đầy đủ. Cái việc cập nhật công nghệ thông tin, đặc biệt là sử dụng mạng Zalo và Facebook thì trong việc trao đổi công việc thì bà làm khá là thuần thục. Trong quá trình phòng chống dịch COVID, cập nhật số liệu thì bà làm rất là chi tiết, nên là bản thân tôi được phụ trách trong quá trình tổng hợp của xã thì làm việc rất là nhanh. Những đóng góp tích cực của bà Nguyễn Thị Trung đã được cấp ủy chính quyền xã Khánh Nhân Hạ ghi nhận khen thưởng.
Tuy nhiên, đối với người nữ trưởng thôn này, được người dân tin tưởng tín nhiệm là niềm vui lớn nhất, giúp bà có thêm động lực, góp sức cùng bà con xây dựng Bô 2 trở thành thôn kiểu mẫu của xã Khánh Nhân Hạ. Tiếp theo chương trình, bổ sung liều tiêm đối với vaccine Moderna. Hải quan Lào Cai luân chuyển để đào tạo rèn luyện cán bộ. Ngày 31 tháng 3, Bộ Y tế đã có quyết định sửa đổi Điều 1, quyết định số 3122 ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Bộ Y tế đã bổ sung liều tiêm 0,25ml đối với vaccine Moderna, đồng thời cũng bổ sung thêm một số nhà sản xuất nước sản xuất vaccine này. Căn cứ vào kết luận của Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc, Cục Quản lý Dược đồng ý cập nhật hạn dùng của vaccine phòng COVID-19 Moderna từ 7 tháng lên 9 tháng kể từ ngày sản xuất, ở điều kiện bảo quản âm 25 độ C đến âm 15 độ C đối với các cơ sở sản xuất vaccine này đã được Bộ Y tế phê duyệt cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Việc cập nhật hạn dùng này được áp dụng đối với các lô vaccine Moderna được nhập khẩu vào Việt Nam kể từ ngày 2 tháng 3 năm 2022. Hơn 266.000 tỷ đồng nợ xấu đã được xử lý trong 5 năm qua, từ khi Nghị quyết 42 của Quốc hội khóa 14 có hiệu lực. Để gia tăng hiệu quả, Chính phủ vừa thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội về việc gia hạn Nghị quyết 42 thêm 3 năm nữa. Việc gia hạn thời gian xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42 hiện được đặc biệt quan tâm bởi chỉ đến ngày 15 tháng 8 tới đây, nghị quyết này sẽ hết hiệu lực. Đây vốn được xem là chìa khóa quan trọng để giải quyết nợ xấu. Theo thống kê, tỷ lệ nợ xấu nội bảng được người vay tự trả nợ đã tăng gần gấp đôi, lên 39% vào cuối năm ngoái. Vì thế mà việc gia hạn thời gian thực hiện Nghị quyết 42 của Quốc hội được các tổ chức tín dụng hết sức mong chờ. Nếu không được gia hạn, những khoản nợ tiềm ẩn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh sẽ khó xử lý hơn. Việc đề xuất kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 42 nhằm tránh khoảng trống pháp lý khi nghị quyết này hết hiệu lực thi hành. Đồng thời, Chính phủ cần nghiên cứu xây dựng một luật riêng về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng để đảm bảo hành lang pháp lý thống nhất cho quá trình xử lý. Thưa quý vị và các bạn, việc luân chuyển, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức được Cục Hải quan Lào Cai chú trọng, góp phần nâng cao năng lực công tác cho cán bộ, công chức, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những sai phạm có thể xảy ra. Xác định rõ nhiệm vụ được giao, chỉ sau một thời gian ngắn luân chuyển từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai về công tác tại Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế, ông Lê Minh Huy đã nhanh chóng tiếp cận công việc. Khối lượng công việc của ông Huy cũng như các đồng nghiệp rất lớn, khi phải thường xuyên kiểm tra, xác minh nhiều loại hàng hóa xuất nhập khẩu. Khi mà được chuyển sang những vị trí công tác mới thì tất nhiên lúc đầu thì cũng có bỡ ngỡ, nhưng mà cũng phải hết sức cố gắng để hòa nhập với đơn vị mới, thường xuyên nghiên cứu các văn bản chính sách, các quy định của pháp luật, của ngành, của đơn vị để cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Sau khi có các cái cán bộ công chức được luân chuyển về chi cục, thì tập thể chi ủy, lãnh đạo chi cục chúng tôi cũng đã bàn bạc thống nhất để phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức, làm sao mà đảm bảo tốt nhất cho cái nhiệm vụ chuyên môn. Chúng tôi phải cân nhắc phân công cán bộ công chức làm sao cho đúng người đúng việc để phát huy được hiệu quả nhất cái năng lực sở trường của từng cán bộ công chức vào các cái nhiệm vụ cho phù hợp. Để việc luân chuyển, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức đạt hiệu quả, lãnh đạo Cục Hải quan Lào Cai quan tâm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh, đồng thời có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức phù hợp. Chỉ tính riêng trong năm 2021, Cục Hải quan tỉnh đã điều động chuyển đổi vị trí công tác 62 công chức và hợp đồng lao động, trong đó có 17 công chức giữ chức vụ lãnh đạo. Thông qua cái công tác này thì đối với cấp quản lý thì chúng ta sẽ nhìn nhận được những cái yếu tố sở trường của các cán bộ để chúng ta có cái định hướng trong việc bồi dưỡng đào tạo cán bộ cho các thời gian kế tiếp. Thì ngoài ra thì cái việc luân chuyển đổi vị trí công tác này nó cũng đảm bảo cái mục tiêu phòng chống tham nhũng, chúng ta chủ động phòng ngừa để những cái vị trí mà nhạy cảm. Với việc xây dựng kế hoạch cụ thể, tiến hành thận trọng, công tác cán bộ của ngành hải quan Lào Cai đã mang lại hiệu quả tích cực.
Mục tiêu là chống sự trì trệ, tạo động lực để cán bộ công chức nâng cao năng lực, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa hải quan. Đây cũng là giải pháp phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, sai phạm có thể xảy ra trong hoạt động của ngành. Tin thời sự thế giới, chỉ một ngày sau khi thông báo về việc giảm hoạt động quân sự tại một số khu vực của Ukraine, ngày 30 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ ngừng bắn cục bộ trong ngày 31 tháng 3 để tạo điều kiện sơ tán dân thường khỏi một thành phố cảng của Ukraine. Cụ thể, hành lang nhân đạo từ Mariupol tới Zaporizhia thông qua cảng Berdyansk do Nga kiểm soát sẽ được mở từ 10 giờ ngày 31 tháng 3 theo giờ địa phương, tức 2 giờ chiều ngày 31 tháng 3 theo giờ Hà Nội. Tuy nhiên, để hoạt động nhân đạo này diễn ra thành công, Nga đề nghị có sự tham gia trực tiếp của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Trước đó, Nga đã nhất trí với đề xuất của Kiev về việc mở thêm 4 hành lang nhân đạo mới trong vòng 24 giờ từ Mariupol đến Zaporizhia. Ước tính hiện còn khoảng 170.000 người ở Mariupol muốn đi sơ tán sau khi đã có khoảng 290.000 người đi sơ tán trước đó. Ngày 30 tháng 3, Hội đồng Cố vấn Kinh tế Độc lập của Chính phủ Đức đã hạ mức dự báo tăng trưởng trong năm 2022 của nước này, đồng thời cảnh báo xung đột Nga và Ukraine. Giá năng lượng tăng cao là những yếu tố tác động mạnh tới nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Theo Hội đồng Cố vấn Kinh tế, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Đức sẽ chỉ tăng 1,8% trong năm nay, thay vì mức 4,6% đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái. Sự phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung năng lượng của Nga có thể dẫn đến rủi ro đáng kể đối với sản lượng kinh tế, thậm chí là suy thoái với tỷ lệ lạm phát cao hơn nhiều. Do chi phí năng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng tiếp tục đẩy giá cả trên thế giới tăng cao, các chuyên gia cho rằng lạm phát của Đức có thể tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ qua là 6,1% trong năm 2022. Với các ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu, các nhà kinh tế nhận định Đức đặc biệt dễ bị tổn thương do các nút thắt trong chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu nguyên liệu thô do đại dịch gây ra, và sự phục hồi của nước này chậm hơn so với các nền kinh tế lớn khác ở châu Âu như Pháp và Italy. Ngày 31 tháng 3, giá dầu thế giới đã bắt đầu giảm sau khi xuất hiện các thông tin rằng Mỹ đang cân nhắc mở kho dự trữ để ứng phó với cuộc khủng hoảng nguồn cung nhiên liệu hiện nay. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ trong phiên giao dịch sáng ngày 31 tháng 3 giảm xuống mức gần 102 đô la Mỹ trên một thùng, trong khi giá dầu Brent biển Bắc cũng về mức hơn 108 đô la Mỹ trên một thùng. Giới phân tích nhận định, đây là phản ứng tích cực của thị trường sau khi Tổng thống Mỹ thông báo đang cân nhắc trích 1 triệu thùng dầu trên một ngày từ kho dự trữ để hạn chế đà tăng giá dầu trong vài tháng tới. Một yếu tố khác cũng góp phần khiến giá dầu giảm là tâm lý cho rằng nhu cầu dầu của nền kinh tế lớn thứ hai sẽ giảm do thành phố Thượng Hải đông dân nhất Trung Quốc đang phải phong tỏa một phần để ngăn dịch bệnh COVID-19. Ngày 30 tháng 3, Tổng thống Tunisia đã quyết định giải tán quốc hội nước này. Quyết định được đưa ra sau khi các nghị sĩ tổ chức phiên họp toàn thể trực tiếp để bỏ phiếu thông qua việc phản đối các biện pháp khác thường của ông Saied trong việc điều hành đất nước. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, Tổng thống Kais Saied khẳng định quyết định giải tán quốc hội nhằm bảo vệ quốc gia và các thể chế của nhà nước. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi khoảng hơn 120 trong tổng số 217 nghị sĩ quốc hội đã tổ chức phiên họp trực tuyến để bỏ phiếu thông qua việc phản đối các biện pháp khác thường của ông Saied trong điều hành đất nước. Hồi tháng 7 năm ngoái, Tổng thống Saied đã bất ngờ cách chức thủ tướng và đình chỉ hoạt động của quốc hội, động thái bị phe đối lập trong nước cực lực phản đối. Các nguồn tin thân cận với phủ tổng thống cho biết ông Saied muốn tiến hành những cải cách triệt để trong bộ máy nhà nước nhằm xóa bỏ tình trạng phân cực chính trị ở Tunisia trong suốt một thập kỷ qua. Tuy nhiên, những bước đi quyết liệt của ông đang làm dấy lên quan ngại về tương lai của hệ thống dân chủ tại Tunisia. Diễn đàn Đầu tư Việt Nam với chủ đề Kỷ nguyên mới về chuyển đổi số và chuyển đổi xanh vừa được tổ chức tại thủ đô London của Vương quốc Anh nhằm thúc đẩy đầu tư trong bối cảnh đất nước mở cửa trở lại nền kinh tế sau đại dịch COVID-19. Các đại biểu tham dự diễn đàn đã được cập nhật về tình hình kinh tế Việt Nam, cũng như các cơ hội đầu tư và thương mại từ việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.
được ký kết vào cuối năm 2020 và chính thức có hiệu lực từ tháng 5 năm 2021. Các đại biểu cũng thảo luận về tiềm năng đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số, công nghệ tài chính, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh tại Việt Nam, cũng như các cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn tài chính từ Anh cho các dự án phát triển xanh. Là một nền kinh tế có độ mở lớn, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến tiềm năng cho phát triển năng lượng xanh và chuyển đổi số. Vương quốc Anh hoàn toàn có thể trở thành nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam với các dự án về chuyển đổi số và phát triển năng lượng xanh và sạch. Những lĩnh vực đang ngày càng trở nên quan trọng và có ảnh hưởng mang tính chiến lược đối với sự phát triển của các quốc gia trên thế giới. Một cảnh báo đáng lưu tâm về hậu quả của bệnh COVID-19. Các nhà nghiên cứu tại Áo phát hiện trong nhiều trường hợp, người mắc COVID-19 vẫn chịu tổn thương ở phổi kéo dài cả một năm sau khi khỏi bệnh. Các nhà nghiên cứu đã xem xét phổi qua hình ảnh chụp cộng hưởng từ ở các bệnh nhân một năm sau khi mắc viêm phổi do COVID-19. Kết quả cho thấy những bất thường về phổi vẫn tồn tại ở 49 trong số 91 bệnh nhân được nghiên cứu, tức là 54%. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ liệu các tổn thương này có giảm dần theo thời gian hay không, hay sẽ dẫn tới các di chứng nghiêm trọng như sơ hóa phổi. Trong phần lớn trường hợp được nghiên cứu, các bất thường ở phổi thể hiện trên trục cộng hưởng từ giảm trong thời gian đầu sau bình phục. Cụ thể hơn 60% bệnh nhân không tăng các bất thường về phổi sau 6 tháng. Nhưng với những người trên 60 tuổi mắc COVID-19 nặng và là nam giới, các bất thường ở phổi kéo dài suốt một năm. Quý vị và các bạn thân mến, khi những tia nắng xuân ấm áp xua tan cái giá lạnh của mùa đông, cũng là thời điểm những vườn hồng leo ở Sapa đua nhau khoe sắc hồng rực rỡ. Những ngày này, nếu có dịp đi trên cung đường Lào Cai Lai Châu đoạn qua phường Âu Quý Hồ thị xã Sapa, quý vị và các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những khu vườn hồng leo tuyệt đẹp. Những hình ảnh đẹp về hoa hồng Sapa cũng sẽ khép lại chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.